Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở tiệm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,55%. Hiện tại giao dịch ở mức 1803 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1796,89 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1814,50 đô la Mỹ trên một ao bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,24%, giao dịch ở mức 104,520 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 16.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 1%, đang đỡ mức 3,885% trên một năm còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 1,54%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang đứng ở mức 78,600 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch này sau khi tăng nhanh vì được Trung Quốc, thị trường tiêu thụ và hàng đầu đã nhen nhóm ngọn lửa niềm tin. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này sẽ tiếp tục nới lỏng hơn nữa các hạn chế chống dịch COVID-19. Ở quy định yêu cầu nhập cảnh cách ly từ ngày 8 tháng 1 tới đây, một bước quan trọng tiến tới nới lỏng những hạn chế biên giới đã được thực hiện từ năm 2020. Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng gần 200 đô la Mỹ trên mặt ao từ mức thấp nhất của hơn 2 năm hồi cuối tháng 9 năm 2022 trong bối cảnh sự hấp dẫn của đồng bạc xanh đã bị lù mờ bởi đồn đoán cục sự trên ba Mỹ Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên thì trên thực tế, chủ tịch Fed ông Jerome Powell vẫn đã cảnh báo ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm tới. Lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Mặc dù thời điểm này giảm nhẹ, Tuy nhiên thì thị trường vàng thế giới vẫn đứng trên mức 1.800 đô la Mỹ trên mặt ao. Theo ông harv người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại công ty dịch vụ tài chính Gellit Financial Services ở cô trị Ấn Độ nhận xét, thị trường vàng đang giao dịch trong phạm vi hẹp trước thềm kỳ nghỉ lễ năm mới và không có số liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong tuần này. Chuyên gia này cho biết diễn biến của đồng bạc xanh, số liệu lạm phát và lộ trình tăng lãi suất của Fed, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc cũng như là căng thẳng địa chính trị sẽ là những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng năm tới. Bên cạnh đó thì việc nới lỏng các hạn chế tại Trung Quốc sẽ là thông tin tích cực cho kim loại quý do đồn đoán nhu cầu tăng. Còn theo chiến lược gia vĩ mô cấp cao Mickey M. Sigurung của Bromble Intel Inc. cho rằng vàng có thể đã chạm đáy trong năm nay. Ông nói, chúng tôi coi vàng là một mặt hàng có hiệu suất cao vào năm 2023, đặc biệt nếu mà cục sự trên 30 phép bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Vị chuyên gia này nghiêng về kịch bản, kim loại quý có thể vượt lên trên 2.000 đô la Mỹ trên một ao vào năm sau và sẽ không trở lại vùng giá của năm nay sau khi mà phát chuyển từ giai đoạn thắt chặt tốc độ cao nhất trong vòng 40 năm sang nới lỏng. Còn theo Standard Chartered cũng đề cập tới một kịch bản mà thị trường ít nghĩ tới, đó là việc vàng hưởng lợi khi mà Bitcoin tiếp tục lao dốc và rớt về vùng giá 5.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Vị giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Santa Chantolet, Eric Robertson tiết lộ, trong kịch bản này thì kim loại quý có thể lên tới 2.250 đô la Mỹ mỗi ao khi mà niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm đột ngột vào hệ sinh thái của tiền điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thông tin này chúng tôi đã cung cấp tới quý vị và các bạn ở bản tin trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm qua. Nhưng trong bản tin này, chúng tôi xin phép được nhắc lại cho những ai chưa xem bản tin trước đó có thể được biết. Cụ thể là theo Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là SGA, kể từ nghị định 24 năm 2012 gạch chéo NTCP ngày mùng 3 tháng 4 năm 2012 của chính phủ, hay còn gọi là nghị định 24 của ngân hàng nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh vàng của ngân hàng nhà nước đã góp phần ổn định thị trường vàng trong nước cụ thể thị trường được tổ chức sắp xếp lại chặt chẽ không còn những cơn sốt giá tính hấp dẫn của vàng miếng và hoạt động đầu cơ vào vàng miếng cũng giảm đáng kể mạng lưới kinh doanh vàng miếng cũng được thu hẹp mạnh. Thay vào đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống, nhà xưởng sản xuất và mở rộng hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, tuyển dụng mới hàng nghìn lao động. Tổng sản lượng của các doanh nghiệp đạt hơn 11 triệu sản phẩm trên một năm. Ước trên 40 tấn trên một năm giải quyết việc làm cho hơn 38.000 người lao động là thợ kiềm hoàn trong những năm qua. Tổng hợp số liệu chưa đầy đủ. Từ nhiều nguồn, SGA cho biết trong vòng 21 năm, từ 1991 cho đến 2012, cả nước nhập khẩu và tiêu thụ ước tính hơn 1.000 tấn vàng nguyên liệu, vàng ký, vàng hạt, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 80% số lượng vàng nhập khẩu vào Việt Nam, ước tính khoảng 800 tấn để phục vụ việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với vàng trang sức mỹ nghệ, sản xuất và tiêu thụ hàng năm đều tăng, từ năm 1991 đến 2021, cả nước sản xuất và tiêu thụ ước tính gần 50 tấn vàng trang sức mỹ nghệ mỗi năm, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu thụ hơn 80%, tức là hơn 40 tấn vàng trang sức mỹ nghệ. Cũng theo SGA thì gần đây, doanh thu xuất khẩu vàng trang sức đạt khoảng từ 20 triệu cho đến 30 triệu đô la Mỹ trên một năm sang các thị trường như là châu Á và châu Âu. Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 11 triệu sản phẩm trên một năm, chiếm gần 40 tấn vàng trên một năm. Tuy nhiên theo SCA, sau khi mà nghị định 24 của chính phủ và thông tư hướng dẫn số 16 của ngân hàng nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, đến nay việc nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trang sức là không được phép và phần nào gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là giá cả thị trường vàng bạc trong nước hầu như không bắt nhịp với thị trường thế giới, thoát khỏi dự đoán của các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng có thời điểm giá vàng trong nước biến động mỗi ngày từ 5 đến 7 giá tranh lệch từ 200.000 đồng cho đến 7 triệu đồng trên lượng với vàng bu số 9. Bên cạnh đó thì sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở sản xuất thợ kim hoàn gặp khó khăn, nhu cầu thị trường sụt giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, không ít các doanh nghiệp kinh doanh vàng, thợ kim hoàn đóng cửa chuyển sang nghề khác. Một số doanh nghiệp có vốn lớn, kinh nghiệm thị trường, mạnh dạn trang bị đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, sản xuất sản phẩm hàng loạt mới trụ được trên thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại. Sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết từ ghi nhận mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Sau khi được điều chỉnh tăng giảm đan xen với vàng miếng SJC, cũng như là điều chỉnh giảm với vàng nhẫn bộ số 9 và một số là vàng nữ trang SJC khác thì đến thời điểm này hầu như là không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Và đang được niêm ít như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 590.000 bán ra 6 triệu 670.000 Đơn vị đo ở đây là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 590.000 bán ra 6 triệu 672.000 đồng. Trên lệch giữa chiều mua vào và triệu bán ra hiện tại đã là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. PINZI Hồ Chí Minh và PINZI Hà Nội mua vào 6 triệu 580.000 bán ra 6 triệu 660.000 Đô Di Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 570.000 bán ra 6 triệu 660.000 Doge Hà Nội mua vào 6 triệu 565.000, bán ra 6 triệu 665.000. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 575.000, bán ra 6 triệu 660.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 575.000, bán ra 6 triệu 656.000. Mi Hồng SJC mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 660.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim mua vào 6 triệu 590.000. Bán ra 6 triệu 660.000, ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 690.000, ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6 triệu 595.000, bán ra 6 triệu 665.000, ngân hàng Việt Tiên mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 672.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Sau khi điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 590 000 bán ra 6 triệu 672 000 STC Huế mua vào 6 triệu 587 000 bán ra 6 triệu 673 000 STC Bình Phước mua vào 6 triệu 588 000 bán ra 6 triệu 672 000 STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 670.000. STC Long Xuyên mua vào 6 triệu 592.000, bán ra 6 triệu 675.000. STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 672.000. STC Quy Nhơn Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 588.000, bán ra 6 triệu 672.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác sau khi được điều chỉnh giảm trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên lượng. Đến thời điểm này cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5 triệu 280.000, bán ra 5 triệu 380.000. Nhân bộ số 9 loại nở chỉ mua vào 5 triệu 280.000, bán ra 5 triệu 390.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5 triệu 270.000, bán ra 5 triệu 340.000. Vàng 24K mua vào 5 triệu 157 000 bán ra 5 triệu 2871 000 Vàng và ,287 và 18K mua vào 3 triệu 8204 000 bán ra 4 triệu 020.4.000. Vàng 10K và vào 2 triệu 042 000 bán ra 2 triệu 242 000 Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này. Cũng như tích luôn là quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.